It was a troll. Yeah, I just... I just... troll one time to... then... time to make flammable. Yay! Yay! Yeah, you did it! Yo! Yay! I just made flammable rage! Yay! Nhưng mà ông cái bên này ông đi xe lửa không có nhà chả? Yay! Không sống rồi đó. Hai anh em mình đi xe lửa. Mình đem ngay cái giỏ bự để mua đồ. Well, mà I just make flammable rage the second time. Zero, pretty much. So, bye! Yeah.